Làm sao hả? Gả cho Lệ Thu Thần còn quốc ức cho con nữa hay sao? Đừng nói con là cách cách, ta còn là Bối Lạc gia đây này. Ta nói sao thì làm vậy đi. Con, nhìn ông mấy chút đi con. Nếu như cha của con bệnh thì phải làm sao chứ? Gả cho Lệ Thu Thần, hắn ta là một tên lưu manh vô lại đó. Mẹ à, người đừng để con gái vào hố lửa nữa mà. Con nhỏ tiếng chút đi. Muốn hay không cũng phải gả. Con không đấy, chết cũng không. Con muốn làm ta tức chết hay sao vậy? Gia, gia, A Mã. Gia, A Mã. Gia, gia, A Mã, người không sao chứ? Mau đứng lên đi, đứng lên. Cha, không phải con mặc kệ ta sao? Cha, con nghe lời ta đi. Nếu như không nghe lời ta thì con sẽ không được nhìn thấy ta nữa đâu. Được rồi, được rồi, mau đứng lên đi. Cha không tỉnh lại được nữa đâu con à. Tới đây, con không gả. Muốn thì cha đi mà lấy. Con nói cái gì? Con bớt nói mấy câu không được hay sao? Con đi rót cho cha con ly nước đi. Cả thuốc nữa. Được rồi, được rồi, ông mau đứng dậy đi. Đừng ngồi dưới đất như vậy nữa. Nói lại thì ông chủ của Vọng Đức Lầu dễ làm như vậy hay sao? Lệ Nhị Gia nghĩ quá đơn giản rồi. Tôi cảm thấy ông ấy không nghĩ đơn giản như vậy đâu. Người ta chắc chắn đã suy nghĩ kỹ rồi mới nói. Anh nhìn đi, chắc đã có mưu đồ từ lâu rồi. Cho dù Vọng Đức Lầu có đổi chủ cũng không thể là Lịch Nhị Gia được. Quan đại tiểu thư lại đi cầm đồ nữa kia. Cậu nói xem, Bối Lạc gia cũng biết sống ghê cơ. Quá đáng thương. Nhìn đáng thương hay sao? Đi đi, đi cứu tế cho cô ấy đi. Tôi mà có chắc chắn sẽ đi. Vậy là đúng rồi. Vấn đề là trước mắt không có, nhìn cũng vô ích thôi. Thôi cậu mau ăn đi. Đi đâu đấy? Quan tiểu thư, Tiểu Loan tử, trong nhà lại gặp khó khăn nữa hay sao? Sức khỏe của cha tôi ngày một xấu đi. Đổi ít tiền để mua thuốc cho ông ấy. Hay là tôi nói với đại tiểu thư một tiếng nha, kêu cô ấy giúp cho cô. Tuyệt đối đừng. Tâm ý của anh tôi hiểu rồi. Nhưng mà mỗi nhà có một số mệnh riêng. Tôi không muốn làm phiền cô ấy. Đừng vội, đừng vội. Nói từ từ, đừng vội mà. Bối Lạc gia đang yên đang lành, tại sao lại ngã bệnh rồi chứ? Ông chủ Uông, sức khỏe của ông ấy vẫn luôn không tốt. Mới khỏe được một chút, ông ấy lại đi uống rượu. Mấy hôm trước bị phong hàn, không ngờ càng ngày càng nghiêm trọng. Đã bao nhiêu ngày rồi, ông ấy vẫn không thấy khỏe lên chút xíu nào. Dần dần, ông chủ Uông, hôm nay tôi tới cầu xin ngài. Là như vậy à? Vậy thì phiền phức thật. Nhưng mà bà yên tâm đi, Bối Lạc gia phúc lớn mạng lớn, chắc chắn có thể qua được. Ông chủ Uông, bệnh của Bối Lạc gia tôi cảm thấy chỉ khám trung y thì không ổn đâu. Họ hàng đều khuyên tôi đưa tới bệnh viện Hiệp Hòa xem thử. Vậy nên tôi muốn mượn của ngài ít tiền ạ. Quan phu nhân, tôi biết những lời này không nên nói vào lúc này. Nhưng mà có một số chuyện bà phải biết. Bất kể như thế nào bây giờ, và cũng là người làm chủ gia đình. Bối Lạc gia mấy năm nay ăn uống ở chỗ của tôi, còn nợ tôi không ít tiền. Cho tới bây giờ, bà xem, tổng cộng nợ 83 đồng đại dương. Quan phu nhân, đúng là có chuyện như vậy đó. Bà xem trên này còn có chữ ký của Bối Lạc gia nữa. Ông chủ Uông à, trong nhà thực sự không còn cách nào nữa, thế nên tôi mới tới đây để tìm ngài. Ngài xem thế này có được không? Để chữa khỏi bệnh cho Bối Lạc gia, tôi làm đôi bọc cho hai người.
Không không không, như vậy sao chúng tôi dám chứ? Nói thế nào đi chăng nữa, bà cũng là người nhà Bối Lạc Gia, là phúc tấn của Bối Lạc Gia. Tôi không gánh nổi chuyện này đâu. Bà như vậy là đánh vào mặt của tôi sao? Ông chủ Uông à, nhà tôi thực sự không còn cách nào khác. Ái này e là không qua nổi mất. Cái này ông làm từ thiện, cứ coi như tôi là một người tên hoa tử, tội nghiệp tôi chút được không? Tôi quỳ xuống cho nha. Đừng, bà ngồi đi, không thể như vậy được. Uống miếng nước đi rồi nói. Vậy là ông đã đồng ý? Không, chúng tôi chuyện nào đã chuyện đó. Không để cho bà quỳ xuống, bởi vì tôi thực sự không gánh nổi chuyện này. Có vài lời hơi tổn thương, mong bà hiểu cho. Chuyện mượn tiền này, tôi thực sự không còn cách nào khác. Nói một câu không dễ nghe, dù bán cả hai mẹ con bà cũng chưa đủ trả số tiền Bối Lạc Gia nợ tôi đâu. Tôi thực sự không còn cách nào khác. Bà vẫn nên đi tìm người thiện tâm khác đi. Thu Thần à, tôi còn có việc, cậu ở đây với quan phu nhân nhé. Ông chủ Uông, anh rể, tại sao anh có thể cắt đứt đường sống của người khác như vậy? Tới đây, Oảnh tu ti. Thắng rồi, Oảnh tu ti. Lại thắng nữa rồi. Lại thua nữa rồi hay sao? Cháu không dám chơi đâu, đang yên đang lành. Anh lại tới mượn tiền tôi, mà còn mượn tới 20 đồng đại dương lận. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Không có chuyện gì đâu, có việc dùng gấp. Không thành thật. Không có. Anh là người như thế nào tôi còn không biết hả? Cần gấp, ai cần cứu gấp hả? Ai mà khiến cho anh để tâm quá vậy? Từ sư phụ, võ sư phụ. Tôi nói cho anh biết, anh mà không nói thật với tôi thì một đồng tôi cũng không đưa. Là quan tiểu thư, chị Nhã Lệ hả? Dễ làm sao? Bố Lập Gia ngày nào cũng ăn chơi, sắp lụng bại cả nhà. Bây giờ thì hay rồi, bệnh ra đó. Tôi thấy lần này khó mà qua được. Quan tiểu thư ngày nào cũng tới tiệm cầm đồ. Lần trước gặp cô ấy đã chẳng còn gì cầm cố được nữa. Vậy sao cô ấy không nói với tôi? Tôi đi tìm cô ấy đây. Chúng tôi là chị em tốt bao nhiêu năm nay, vậy mà để anh mở lời. Cô đừng có đi. Chuyện này cô ấy không muốn để cô biết. Tại sao vậy? Cô ấy trong lòng cô ấy sợ mất mặt đó mà. Tôi tới mượn tiền cô là vì không muốn cô ấy khó chịu. Tôi sẽ nói chỗ tiền này là mấy anh em chúng tôi gom cho cô ấy. Như vậy cô ấy có thể nhận nó. Vậy thì anh lấy nhiều chút đi. Cần gấp không chê nhiều mà. Đừng, nhiều quá rồi. Không được. Tôi lấy chút lẻ này thôi, với mấy đồng đại dương là đủ. Thứ này nhiều thì sẽ không còn giống nữa. Chỗ tiền này tới lúc đó tôi trả cho cô. Cũng đúng. Đi đây, tạm biệt ba nào. Tạm biệt. Nghe lời nha. Có chuyện gì thì nói với tôi đó. Được rồi, yên tâm đi. Dì Gia, quan phu nhân, ngồi đi. Ngồi đi, không sao đâu. Không phải vội, ngồi đi. Quan phu nhân, anh ấy là như vậy đó. Anh rể của tôi đó, từ lúc sinh ra đã coi tiền là nhất. Ngoài tiền ra thì không biết gì hết. Bà đừng có chấp nhất anh ấy nha. Chuyện này bà tìm tôi này. Tôi với Bố Lạc Gia không thể nói là có giao tình sống chết, nhưng mà ít nhất cũng là bạn nhậu với nhau. Với mối quan hệ này, chuyện này tôi phải lo. Nhưng mà quan phu nhân, sổ sách quả thực là do anh rể tôi quản. Số tiền lớn thì tôi không chi được. Tiền riêng trên người của tôi có khoảng 17 đồng. Bà cứ cầm lấy, chuyện gấp mà. Dì Gia, chuyện ngài nói với Bối Lạc Gia, Bối Lạc Gia đã nói với mẹ con tôi rồi. Chỗ tiền này, không, quan phu nhân không cần khách sáo đâu. Hai chuyện này là khác nhau. Quan hệ của tôi với Bối Lạc Gia, chuyện này sao có thể không lo được. Sau này có chuyện gì cứ đến tìm tôi. Tuyệt đối đừng tìm anh rể tôi, chỉ là đồ vong ơn bội nghĩa thôi. Bà cứ cầm lấy đi. Về nhị gia, chỗ tiền này coi như là tôi mượn của ngài vậy. Bà khách sáo rồi, chúng tôi nhất định sẽ trả lại. Khách sáo quá. Hay là như thế này đi, tôi viết cho ngài giấy nợ. Bối Lạc Gia nợ Tế Phong Lầu 83 đồng đại dương, cộng thêm tổng cộng là 100 đồng đại dương. Mẹ con chúng tôi nhất định sẽ trả từ từ cho ngài. Bà cần gì phải vậy chứ? Sau này chẳng phải là người một nhà hết rồi hay sao? Người một nhà. Tôi hiểu ý của nhị gia, nhưng mà chuyện này phải để cho Nhã Lệ tự quyết định mới được. Nhị gia nếu như có lòng cũng phải đợi Nhã Lệ gật đầu. Nói như thế nào đi chăng nữa, cũng cảm ơn nhị gia đã đưa tay cứu giúp. Ý tốt của ngài tôi sẽ ghi nhớ cả đời.
Quan phu nhân nói gì vậy chứ? Không sao, không sao đâu. Hai chuyện này hoàn toàn khác nhau. Bà hãy mau đi khám bệnh cho bối Lạc gia đi. Hôm khác tôi tới thăm ông ấy. Dạ được, vậy thì cảm ơn nhị gia. Không có gì, không có gì đâu. Nào nào tôi tiễn bà. Được được. Cảm ơn nhị gia. Lời nói của bối Lạc gia ở nhà đó chẳng là cái thá gì. Nha đầu có chủ ý như cách khác, sao ông ta có thể nói được chứ? Phu nhân của ông ta nói đúng, chuyện này phải xuống tay từ chỗ quan tiểu thư. Đã bỏ tiền rồi lão hồ, làm gì có tới tay không đâu. Tôi hứa cho ông ta một phần cổ phần. Người như bối Lạc gia, đây là chuyện tốt, mà giờ có đốt đèn đi tìm cũng khó. Cho tôi hai phần, ông ta một phần. Anh đúng là một kẻ phá gia chi tử. Lão hồ, không thể nói như vậy được đâu. Vậy nói như thế nào mới được? Không phải mà, tôi có cho ông ta 8 phần thì sao? Cứ được về rồi tiền cũng không phải của nhà chúng tôi hay sao? Thịt của tôi, có vụn trong đầu của tôi cũng có sao. Chỗ anh thì khác, tôi đồng ý cho anh. Vì là bạn bè từ nhỏ mà, bớt dùng chiêu này với tôi nha. Anh nói xem, anh làm như vậy có tính là lợi dụng tôi không? Không thể nói như vậy được. Còn nữa lão hồ, chuyện nhà họ Tiền mau chóng làm cho xong đi. Không thể kéo dài như vậy được. Anh còn kéo dài nữa, chắc tên thuyết thư ngoài kia cũng gom được tài liệu luôn rồi. Anh tưởng là tôi không muốn kết thúc hay sao? Hai tên Tôn đại đầu, Tiền Quảng Dụng sống chết cũng không chịu nhận. Hắn ta không nhận nổi chứ sao? Án liên quan tới mạng người sao mà nhận? Là ai cũng không nhận thôi. Thế nên mới nhờ anh phát huy tác dụng. Muốn thành nghiệp lớn phải không từ thủ đoạn. Phát tài được hay không phải xem lần này đó. Anh coi mà làm đi. Mấy cái xấu của tôi toàn là được anh dạy đó. Xấu gì chứ, giao tình, hai phần đó. Giao tình của chúng ta chỉ đáng hai phần thôi. Uống nước đi, uống chút trà đi. Uống trà đi. Đại tiểu thư nói đây đều là món cô thích ăn. Cô ấy thường xuyên đưa tới cho cô đó. Đã lúc này rồi, làm gì có tâm trạng ăn mấy thứ này. Trong nhà loạn cào cào, lâu lắm rồi không đi thăm cô ấy. Lúc nào thì cần ăn cũng phải ăn chứ. Mẹ, để con làm cho. Không cần, không cần. Quan phu nhân, con nói chuyện với khách đi. À đúng rồi, chỗ tiền này cô cứ cầm lấy trước đi. Là do mấy anh em chúng tôi gom được, chỉ là chút tấm lòng, không giúp được gì nhiều. Bình thường bối Lạc gia đối xử với chúng tôi cũng không tệ. Cô cứ cầm lấy. Anh mau cầm về đi, tôi không cần dùng đến tiền của các anh. Mấy đồng tiền có thể đánh gục được anh hùng hảo hán Tần Quỳnh còn từng bán ngựa kìa. Không sao, đợi bối Lạc gia khỏe rồi cô trả lại cho tôi. Không được, tôi thực sự không thể lấy. Cầm lấy đi. À đúng rồi, có câu này không biết có nên nói với cô hay không, nhưng mà tôi không giữ được chuyện trong lòng. Lệ nhị gia không phải người tốt gì hết. Cô hãy chú ý một chút nha. Tiểu Loan Tử, Tiểu Loan Tử. Cảm ơn anh. Cảm ơn gì? Không sao đâu, cứ quay về đi. Mã Tam, đi. Mã Tam, Mã Tam, sao rồi, sao rồi? Tiểu Loan Tử, tôi không gắng được nữa đâu. Nè, quên không lục túi của hắn. Không chừng có tiền đó. Chúng ta quay lại đi. Được. Tôi biết là ai làm rồi. Là tên khốn Lệ Thu Thần. Tiểu Loan Tử, chuyện ở Giọng Đức Lầu đó chính là hắn và Hồ Tế Tường sai tôi làm. Sai tôi giả vờ chết vu oan cho người ta. Chuyện này anh... Đừng nói nữa, đừng nói nữa. Tôi biết cả rồi. Không nói nữa, đi tìm đại phu đi. Không, Tiểu Loan Tử, tôi không sống được nữa đâu.
còn có một việc anh cần phải nhớ lấy. Năm đó bắt cóc con gái của Diêu Trạch Thánh, Diêu Trân Trân, cũng chính là hắn. Anh phải báo thù cho tôi, và tuyệt đối là anh không được tha cho tên vô ơn đó, có biết không? Mã Tam, được rồi, sáu bát rồi. Thế sao? Chết rồi. Chết rồi sao không nói sớm? Chết là tốt rồi. Thằng nhóc này biết nhiều thứ lắm. Chết sớm thanh tịnh sớm. Nhưng mà trước khi hắn chết đã gặp một người. Ai? Để thằng ăn mày thú nào tìm ra được rồi sao? Lão Hồ, không phải tôi nói anh chứ. Anh đã ra tay cả rồi. Đã làm thì làm cho gọn. Nói nhỏ thôi, nhỏ cái gì chứ. Chỗ đó là Thiên Tân. Giết một người đã là có bản lĩnh lắm rồi. Anh tưởng giết một người dễ như giết con ruồi hay sao? Vậy trước khi hắn chết, hắn đã nói gì? Nói anh, nói tôi. Còn nói gì mà... Nói cái gì? Nói anh năm đó bắt cóc Diêu Trân Trân. Nói nhỏ thôi. Tôi đâu có nói lớn đâu. Vậy bây giờ phải làm sao? Anh nói coi. Tôi biết con người của Lệ Thu Thần không nghe thẳng, nhưng không ngờ hắn lại lòng lang dạ sói như vậy. Cậu coi, bao nhiêu năm nay mà tôi vẫn không nhìn thấu. Bây giờ đáng tiếc Mã Tam đã chết rồi. Bằng không... Phải đó, cậu ta chết là không còn đối chứng. Vậy chúng ta còn cách khác hay không? Giờ đã, để tôi nghĩ thử xem. Phải rồi, học đường. Cậu quay về vẫn chưa ăn gì phải không? Tôi không thấy đói. Cậu nghe tôi đi, ngồi yên ăn một bữa, ngủ một giấc. Ngày mai mấy việc của Mã Tam nói, chúng ta sẽ bàn bạc kỹ hơn. Cũng được. Vậy ông nghỉ ngơi đi, tôi quay về đây. Đi theo tôi. Làm gì vậy? Đi. Mấy người là ai? Nhanh lên, nhanh cái chân lên coi. Nhanh tay lên. Cắm đũa vào đi. Đúng là ngu ngốc. Cái này xếp cái kiểu gì vậy hả? Để ngay ngắn vào đi. Lau sạch bình đi. Còn cái ghế nữa để ngay ngắn vào. Nhanh lên giùm đi. Trình sư phụ, tôi nghe nói nửa ngày không thấy Tiểu Loan Tử lộ mặt. Ông Từ đã tìm cậu ấy nửa ngày rồi. Đang sốt hết cả ruột đây. Không phải là xảy ra chuyện gì chứ? Xảy ra chuyện sao? Hy vọng là không có. Không tìm thấy. Không tìm thấy. Tốt. Gì? Không. Tôi muốn nói, cho dù xảy ra chuyện gì cũng đều là kiếp nạn. Phải trải qua kiếp nạn thì mới có thể lấy kinh, đúng không? Chuyện tốt, đây là chuyện tốt. Không tìm thấy. Hôm nay phải ăn một bữa sủi cảo thôi, để ăn mừng. Không tìm thấy là chuyện tốt. Ăn nói linh tinh cái gì vậy? Ngày gì không biết. Một người thì mất tích, một người bị điên. Thiệt tình. Nhanh cái tay lên, làm cái gì vậy hả? Làm nhanh lên đi. Loan Tử, Loan Tử. Đại nương, Loan Tử có ở nhà không? Nó đã đi làm rồi mà. Tôi, thật ra hai anh em tôi tiện đường vào chơi. Loan Tử không có nhà, chúng tôi không vào nữa. Được rồi, chào đại nương nha. Đại nương nghỉ ngơi đi. Đại nương gặp sao nha? Có chuyện gì vậy chứ? Cái gì? Người bắt cóc con là hắn sao? Lệ Thu Thần đó. Con hận không thể xé xác của hắn ra. Mã Tam không chết thì hắn phải chết. Đáng tiếc Mã Tam đã chết rồi. Chắc chắn hắn ta sai người làm. Nói như vậy cũng vô dụng.
Mấu chốt là con phải có chứng cứ xác thực. Cổ Thản Nhi chắc chắn sẽ điều tra rõ ràng. Tiên sinh, Tế Phong Lầu sai người đến. Diêu tiên sinh, đại tiểu thư, sao anh lại tới đây? Cổ Thản Nhi đâu? Học đường đến phủ chưa? Không có. Thôi chết rồi, cả tối không thấy học đường ở đâu. Lão thái thái đang nóng ruột ở nhà, chúng tôi đều tưởng là ở chỗ của ông. Không có. Sợ là có chuyện rồi. Tìm đi, chia nhau ra tiền. Nhanh lên. Diêu tiên sinh, sao ông lại tới đây? Loan học đường đâu? Tiểu Loan tử sao? Cả ngày không thấy cậu ấy đâu. Cậu ấy không có nhà sao? Uông Đức Phủ, Loan học đường xảy ra chuyện gì? Ông là trưởng quỹ cũng không tránh khỏi liên can. Tôi, ông quản thúc em vợ cho tốt. Bảo cậu ta đừng có quá đáng. Diêu tiên sinh, như vậy là sao chứ? Nè nè nè, sao rồi hả? Sao cái gì chứ? Tôi hỏi cậu là cậu đã làm gì Tiểu Loan tử rồi? Sao lại là em chứ? Em làm gì cậu ta? Em cả ngày cũng không gặp cậu ta rồi. Nè anh rể, không lẽ thiếu một con chó cũng tới tìm em sao? Sao cái gì chứ? Diêu tiên sinh đã nói rồi đó. Diêu phụ, nói đi. Một người sống sờ sờ ra đó, tự nhiên lại không nhìn thấy đầu hết. Cô nói coi. Chắc chắn là Lệ Thu Thần làm rồi. Cha, chúng ta báo cảnh sát đi. Không chứng không cớ, cảnh sát làm sao bắt người đây? Đừng nói là bị cướp nha. Đừng có dọa người ta. Không được, tôi phải ra ngoài xem thử. Này đừng. Đại nương tuyệt đối đừng ra ngoài. Đại nương không quen với đường Bắc Kinh đâu. Lỡ đi lạc thì sao? Tình hình trong tiệm hiện giờ sao rồi? Vẫn mở cửa bình thường. Nhưng tôi thấy nhị gia căn bản không quan tâm Tiểu Loan tử có làm sao hay không. Chứ còn gì nữa, cậu ta càng mong Tiểu Loan tử không xuất hiện. Cha, phải làm sao đây? Mấu chốt hiện tại là phải tìm được học đường. Nhưng mà nói đi nói lại, cho dù việc này có liên quan tới Lệ Thu Thần, thì Uông Đức Phủ cũng không tới mức là đồng mưu chứ. Hay là như vậy, mọi người về trước đi. Tôi đi tìm ông ta nói chuyện. Dân Duy tiên sinh, đại nương đừng sốt ruột quá. Chúng tôi xin phép về trước. Được rồi, chị cũng đừng quá lo lắng. Kiểu gì cũng sẽ có cách thôi.